Hello, xin chào tất cả mọi người. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý một cái lỗi rất là hay gặp mà mình nghĩ là các bạn có thể gặp trong Visual Paradigm. Thì đây mình ví dụ như là trong trường hợp này thì mình hiện tại thì là mình đang mở được Visual Paradigm và mình đang dùng cái bản này. Các bạn nhìn cái chuột của mình nhé. Mình đang dùng cái bản đó là bản Visual Paradigm Standard, đấy, bản nghĩa là bản Evolution chứ không phải là bản Community. Thì nếu như bây giờ mình mở một cái file khác, mình mở một cái file khác nhé. Đây, rồi mình mở một cái file khác, ví dụ mà file thiết kế chẳng hạn. Đấy, thì lúc này là nó sẽ bị lỗi. Đấy, đó là cái lỗi Evolution on the project has been expired. Đấy, mà có nghĩa là kể cả chúng ta làm bằng cách nào cũng không được, bởi vì các bạn biết rằng đây là cái bản Evolution rồi. Đấy, nó không phải là bản bản community, bản CE ấy. Nếu như các bạn dùng bản CE thì là dùng được nhá. Nhưng mà nếu như mà dùng bản Evolution thì là không thể nào mà dùng được. Đấy, và mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm cái cách nào đó để các bạn vẫn có thể mở cái bản Evolution này. Rồi, ok. Trước tiên đó là các bạn sẽ phải tắt nó đi. Đó, bởi vì các bạn biết rằng là rồi mở bằng administrator này. Đấy. À, mình sẽ giới thiệu cho các bạn qua một chút về cái sự khác nhau giữa hai phiên bản này. Thứ nhất là đối với cái phiên bản Evolution là nó có thể hỗ trợ rất là nhiều các cái tính năng, ví dụ như là export ra database này, hoặc là synchronize đồng bộ hóa giữa sơ đồ lớp thực thể với lại biểu đồ với lại cơ sở dữ liệu đấy, và có thể là generate code Java rồi thì Python vân vân. Đấy, nhưng mà đối với cái phiên bản đó là phiên bản community ấy, thì các bạn không thể nào có được những cái tính năng đó. Đấy, đó là lý do mà vì sao mà chúng ta cần phải sử dụng. Đấy, ví dụ bây giờ nhá, ví dụ mình mở một cái file khác thì chắc chắn nó sẽ báo lỗi, đúng không? Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải vào Windows. Đấy, và Windows này, rồi vào License Manager để các bạn chuyển cái license đấy. Đấy, chuyển license đấy về dạng CE, tức là về Community Edition. Đấy. Các bạn nhớ là các bạn phải chạy bằng Administrator thì các bạn mới chạy được. Đấy. Còn không thì các bạn sẽ bị fail nhé. Rồi sau đó ấn vào nốt thanh. Đấy, và Start. Được chưa? Rồi. Start này. Ok nha. Rồi. Thì sau khi mà start rồi ấy, thì chúng ta đã nhìn này, thì các bạn nhìn thấy rằng là lúc này đã có là CE Combination Edition là not for commercial, đúng không? Thì lúc đấy là chúng ta mới hoàn toàn là chúng ta có thể mở cái file đó ra. Thì mình sẽ ví dụ như là mình sẽ mở cái file thiết kế, rồi mở một cái file thiết kế này, đó, đây, đúng không? Thì mình sẽ tìm cái class diagram, một cái file thiết kế quản lý thư viện và nhóm mình đã làm nhá. Rồi. Thì lúc này là hoàn toàn là chúng ta có thể mở được, bởi vì là lúc này nó là CE rồi, được chưa? Rồi. Thì nhưng mà bây giờ mình ví dụ này, mình ví dụ như là mình entity relationship đấy, mình chuyển sang cái quản lý thư viện này để mình generate code sang SQL, thì ở đây các bạn phải tool đúng không? Đấy, chúng ta vào tool này, sau đó vào DB này và generate database này, thì lúc này là không được. Đấy, lúc này là feature available in standard thôi, có nghĩa là nó chỉ hỗ trợ trong cái bản mà Visual Paradigm Standard thôi. Nên nếu như các bạn muốn 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 có thể là generate code được, đấy, generate code được thì bắt buộc các bạn phải dùng phiên bản Evolution. Đấy. Vậy là chúng ta không thể nào mà các bạn biết là lúc đấy là nếu như mà chúng ta mà mở cái phiên bản Evolution đấy, đúng không? Mình mở lại nhé. Mở phiên bản Evolution đấy thì chắc chắn nha. Chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào mà gì nhỉ? Chúng ta dùng CE thì không thể nào mà gen gen được code được, đúng không? Mà các bạn dùng Evolution thì các bạn lại không thể nào mà mở được cái file đó. Đấy, đúng không? Nhìn thấy chưa? Không thể nào mở được cái file đấy. Nên đó, nên chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một cái cách nào đấy, đúng không? Rồi. Lúc nãy là đàn đàn tự nhiên nó bị tắt đi ấy. Rồi, thứ nhất là các bạn mở lại cho mình bằng administrator và chuyển lại về về CE nhé. Lúc nãy mình có chuyển lại CE rồi, nhưng mà tự nhiên thế nào và nó sẽ bị tắt đi.
Và sau khi đó này, các bạn sẽ phải click vào đây cho mình. Đó, vào cái roaming nhé. Và cái roaming. Đấy. Các bạn mở folder ra này. Rồi, mở folder ra. Sau đó vào Ctrl V cho mình. Đây, mình sẽ copy lại cái chỗ này. Và paste nó lại. Và vào roaming. Đó, Enter. Đây nhá, mình sẽ vào Windows này, chuyển license này, change license này, và downgrade xuống community này. Rồi. Và trong lúc đó này, trong lúc đó mà mình trong lúc đó ok nha. Được chưa? No thanh này. Start này. Rồi. Start ok rồi đấy. Trong lúc đó thì các bạn sẽ đợi đợi cái phiên bản community này nó lên. Rồi, tại vì mình phải làm lại, chả hiểu lúc sau lúc nãy nó lại bị như vậy. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có nghĩa là thay vì chúng ta không mở được, sau đó thì chúng ta sẽ phải export cái cũ nhá. Mình sẽ open này cái phiên bản thiết kế này. Đó. Mở nó lên này. Được chưa? Máy có hơi đơ một chút này. Sau đó thì mình sẽ export cái XML, tức là export cái dữ liệu này, được không? Ở dạng XML. Và mình sẽ chọn cái gì thì mình sẽ lấy nó. Ví dụ mình lấy quản lý thư viện là đúng không? Mình lấy database và mình lấy sơ đồ lớp thực thể. Đó. Sau đó thì mình sẽ chọn cái đường dẫn in ra là ở đâu. Ví dụ mình chọn ở D đi. Đấy. Và mình chọn cái folder là folder EE đi chẳng hạn đi. Folder VV đi, được chưa? Sau đó thì export. Để các chúng ta sẽ được một cái file file XML. Rồi, như vậy là sau khi chúng đó chúng ta sẽ được một file XML nhé. Nhưng mà trước tiên sau khi các bạn export được về rồi thì chúng ta sẽ xếp lại cái project đó. Đó, và tại đây mình đã nhắc với các bạn là cái phần roaming ấy, cái phần roaming này này. Paste nó vào nhá. Đó, cái roaming này. Các bạn mở cái ổ C lên và xóa cái Visual Paradigm, có nghĩa là mình sẽ xóa những cái thông tin về cái lock đấy đi ấy. Đó, trước khi mà mình chuyển từ CE lại về Evaluation để mà mình làm, được không? Thì lúc nãy các bạn thấy rằng là ở VV này, folder VV của chúng ta đã có một cái data zip. Đấy, data zip. Cái này không quan trọng nhá, mà điều quan trọng là chúng ta có một cái file project XML. Đấy, tức là lúc này chúng ta sẽ có hai cái lớp đấy rồi, để sau đó khi các bạn có chạy evaluation và tạo một cái file mới thì nó sẽ import được, nó sẽ import lại là được. Lúc này chúng ta sẽ run administrator nhé. Sau khi mà xóa hết rồi ấy, đó, sau khi xóa hết rồi thì chúng ta hoàn toàn là có thể được nha. Có thể làm được. Lúc này thì mình sẽ không dùng CE nữa mà mình sẽ chuyển sang evaluation luôn. Đây. Hiện tại thì nó vẫn đang là community, đúng không? Cái việc khởi tạo này thì nó cũng khá là lâu ấy, nên là các bạn có thể tua đi một chút trong quá trình mà các bạn chờ đợi nhé. Ok, get start đây. Rồi, remind me later này. Rồi, yes này. Ok, rồi vậy là lúc này là các bạn vẫn đang ở bản CE và chúng ta sẽ phải chuyển license là đó. À không, không cần phải chuyển license lại đâu. Lúc này chúng ta chỉ cần mở bằng cái cũ thôi là được rồi. Đó, mở bằng cái cũ này.
ví dụ mà một cái bất kỳ đi, và lúc này mình thực hiện là ok đâu rồi, cái máy nó hơi đơ đây nhỉ. Rồi sau đó thì mình sẽ thử trên database, thì các bạn thấy rằng là lúc này là chúng ta sẽ chuyển sang sang standard. Đã. Ok đi. Đấy, ấn ok, lúc này thì nó sẽ connect lại và chuyển sang Visual Paradigm bản standard. Đã. Nó hơi có khó hiểu một chút, nhưng thực ra tôi thấy mình thấy nó cũng rất là dễ hiểu. Thì có nghĩa là CE thì có nhiều điểm là nó mở được, nó export được, nhưng mà nó không gen được database. Đấy. Còn với Visual Paradigm Standard thì nó không mở được, nhưng có vấn đề là nó tạo được một file mới. Như vậy là mình hoàn toàn có thể tạo được một file mới. Đó, new project này, mình để là 111 nhé. Đó. New project mình để là 111 nha. Đó. Do you want new feature? Ok, đồng ý hết. Chúng ta sẽ tạo ra một cái project mới đây, 111 đây. Thì lúc này là chúng ta hoàn toàn có thể import được. Đấy, import file XML. Cái file XML chính là cái file mà chúng ta vừa mới làm ấy, tại cái folder là VV. Rồi. Và các bạn đẩy file XML vào đây, import nó vào. Đấy thì lúc này là các bạn hoàn toàn là chúng ta đã đẩy được một cái file vào trong standard. Đó, vào trong standard nhá. Thấy chưa? Rồi. Đó, close. Thì lúc này là mọi thứ nó đã có hết tất cả này. Và thì mình sẽ thử mở Entity Relationship Diagram nhé. Đây, đấy, đúng chưa? Thì lúc này nhá, lúc này là chúng ta đã có từ 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 từ. Đã hết tất cả đi nha. Rồi, ok. Như vậy là lúc này hoàn toàn là chúng ta có thể là đăng ra được database rồi này. Đó. Generate database. Đấy, được chưa? Thì lúc này là chúng ta hoàn toàn là có thể là thực hiện các cái chức năng của nó này. Code cũng có thể gen ra code C cộng cộng hay là code Java đều được hết nha các bạn nha. Ví dụ mình ấn ok nha. Rồi. Generate fail check the message pane for fail à? Đây. Folder mình sẽ để là VV này. Có thể có một vấn đề gì đó rồi. Ok, mình sẽ xử lý sau. Hoặc là các bạn hoàn toàn cũng có thể check cho nai lại về class diagram hay là gì đó. Đấy, thì các bạn chú ý rằng là đó, được chưa? Ok. Từ mình sẽ Ctrl Z lại nha. Tại vì cái quá trình mà đồng bộ hóa này thì nó phải đúng với hai phiên bản đấy. Đấy. Vậy thì cơ bản là mình đã hướng dẫn các bạn là chúng ta làm thế nào để mà có thể sử dụng được các cái tính năng của Evolution khi mà các bạn không mở được cái bản đó, cái file ở trong cái phiên bản đó, thì dễ nhất đó là chúng ta sẽ export lại cái export cái file XML từ bản CE, và sau khi đó các bạn chuyển qua Evolution thì các bạn lại import lại cái file XML đấy. Và thực sự là không có một cái cách nào khác ngoài cái cách này, bởi vì là với bản Evolution thì chắc chắn là các bạn phải có license rồi đấy, bởi vì quá cái ngày sử dụng thì nó sẽ không cho các bạn được phép dùng nữa, kể cả các bạn có thể xóa RAMming giống như mình nói được lúc nãy thì không có tiền thì cũng không thể làm được. Và đây là cái cách duy nhất để mà các bạn có thể đây có thể mà mở được các cái project ở trong đó. Đó, được chưa? Đấy. Đây, xếp lại. Đấy, mở project ở trong đó thì các bạn sẽ xử lý được cái lỗi này. Nhưng tuy nhiên thì cái lỗi này nó cũng không được khắc phục nhiều, chỉ khi nào mà các bạn kiểu gen code hay là các bạn kiểu tạo lớp thì điều đó thì nó sẽ ok thôi nhá. Video này sẽ dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn vì đã xem video này. Mình sẽ gặp lại các bạn tại video sau. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gen code database và gen code thực thể nhé.